Dạo một vòng quanh các trường học trên địa bàn thành phố Hưng Yên như tiểu học và trung học cơ sở Lam Sơn, tiểu học An Tảo, tiểu học Hiến Nam, không khó bắt gặp hàng quán sẽ đẩy hàng rong, buôn bán đồ ăn vặt phục vụ học sinh. Sau mỗi giờ tan học, chỉ với vài nghìn đồng trong túi, các em học sinh đã có thể mua các món ăn đồ vặt như kem, bim bim, xiên cay với màu sắc bắt mắt, giá chỉ từ 2.000 đến 10.000 đồng, không rõ nguồn gốc. Cháu toàn mua cái này ăn. Hôm nay cháu được bố mẹ cháu cho tiền đi mua. Mẹ cháu bảo thích mua gì mua, cần mua thì mua. Thế là mình thấy là mình cần những cái này đúng không? Cháu biết đồ ăn của Trung Quốc. Nên cháu xin bố mẹ. Thế bố mẹ có hỏi là thường mua những cái gì không? Không. Mẹ có dặn là có nên mua đồ ăn ở cổng trường hay không? Không. Thế vì sao hôm nay mình lại mua? Khi bắt gặp ống kính máy quay, người bán hàng này vội vã cất các mặt hàng của mình và nhanh chóng rời đi. Nhưng ngày hôm sau, chị vẫn tiếp tục công việc của mình tại địa điểm quen thuộc. Mặc dù đã có nhiều biện pháp tuyên truyền cũng như sự phối hợp giữa nhà trường và chính quyền địa phương, thế nhưng để xử lý dứt điểm tình trạng này vẫn còn những khó khăn vướng mắc. Do cái nhu cầu của các học sinh ở đây và cái người dân thì những cái hộ dân bán hàng ở gần đây, thứ nhất là người ta cũng gần với cả cái khu vực của trường học, thứ hai là hoàn cảnh gia đình người ta cũng rất khó khăn, thì cũng gây ra những cái khó khăn cho địa phương trong quá trình xử lý dứt điểm. Trong thời gian tới thì tiếp tục phòng giáo dục sẽ chỉ đạo các nhà trường phối hợp chặt chẽ hơn nữa đối với tổ dân phố, công an phường và chính quyền địa phương, đặc biệt là đoàn thanh niên, công tác tự quản để tuyên truyền tới phụ huynh học sinh và học sinh, và đặc biệt có những cái biện pháp tới những cái hộ cá thể cố tình bán hàng không đúng theo cái quy định.